Sẻ nào anh em ơi. Đây đây đây. Kinh rồi. Xong. Đổi bên đi, đổi bên đi. Đổi bên đi, đổi bên lại đi. Không thủy cả. Trái yếu rồi, mặt trái. Tới đi phải đi. Xong
mời Hoàn Sơn thôn đoài Hoàn Sơn Tiên Du Bắc Ninh không bắt được. Vào đây. Em cầm. Thôn đoài nghe em ơi, thôn đoài Hoàn Sơn Tiên Du Bắc Ninh nhá. Một góc quay mới. Ôi run hết cả tay rồi. À, tay không say không về. Em chịu hôm nay em chịu. Cầu lấy của ai đi. Mình tay rồi. Em là cả. Còn luôn đi anh. Khỏe không? Dây đây. Kính ông Tông em thay đổi nhanh. Biết dừng tay. Còn đông hơn cả là lúc mà anh em học ở công viên Cầu Giấy đi mà bọn nó vào đây xem. Học công viên không đông thế này. Bao giao lưu em mà, bao hết đi. Nhìn rộng, người đánh hết. Em á, em ruột á? Em ruột Khánh á? Không phải. Giống nhỉ? Không giống em, lúc đọc tưởng em. Kiểu cái môi. Bám đâu rồi? Cười. Thôi rồi, tự kệ. Cái gì ấy kiểu ấy? Rồi. Mày thằng nào vào? Anh vào đi. Hiện rồi, mẹ phần mỏi. Vâng rồi anh Thành nhá. Trận này là siêu kinh điển, lâu lắm không gặp nhau này. Anh hết sức nhá, không đùa nhá. Vào trình đi. Không, rồi, okay.
móc thường mà không ăn bánh thành lạ nhỉ? Thành móc mười lắm. Mông bánh thành mới tập mở. Kinh này, ai vào chuyển kinh ngay. Chuyển kinh luôn. Trong một bánh này vẫn khổ sở nhỉ? Cái tay như kiểu gãy nhỉ? Kinh nó khó. Nhìn cái tay như kiểu gãy. Nguy hiểm. Giữ đôi cánh ơi, giữ đôi. Không giữ nổi, anh ấy đang bẩy này. Xong rồi. Chơi xuống nào. Đức vào trả thù đi. Bỏ cái hộp bột anh Toàn ơi. Anh này nghỉ đi nhá, tí em trả thù. Trốn rồi. Anh ơi, vào đi em. Vào bắt thêm khu này đi. Vào đi. Móc nhanh vào. Vào đi. Đây, tớ quay đâu. Vào đây, tớ cầm đấy. Thành, vào đi. Ở Thành Nguyên anh ơi. Em. Rồi, Dương Đức đây. Em ạ. Em cùng hàng xóm à. Hải Lam là ai? Không biết. Mong nhanh vào. Rồi hay lắm. Đúng rồi đấy. Xuống rồi. Ôi béo mạnh thế cơ. Khiếp nhở. Anh nó đi theo em mà. Khiếp quá. Ai là thằng yếu nhất là anh Nguyên đây anh ạ. Con gái đang live stream nhỉ? Anh. Anh đâu anh? Nhiều người like quá. Anh làm đây. Anh. Nhiều người like quá. Anh học đi làm nhiều cũng thời gian tập. Đây rồi giao lưu. Anh nhìn vào lắm, mà giao lưu suốt. Đây anh Dũng đây. Nguyễn Nhật đang hello anh Dũng này. Nguyễn Nhật anh Dũng làm phong đồ ấy. Ra đi em ơi. Anh Dũng làm lâu chưa? Tổng tài lắm. Anh Dũng làm lâu chưa? Anh làm được gần 2 năm rồi. Lúc công nghiệp rồi. À đây thằng này xuống đây. Ôi hai đứa con đây. Lượm tao đau lưng nó. Em đi làm đồ làm mà. Này làm đi. Ngon. Thế làm mảng như thế. Lôi lên đi anh Toàn ơi. Lôi lên là nó ra mà. Đau rồi, em đau, đem đau bắp từ sẵn rồi, từ lúc ra đây em đã đau rồi. Tuôn bật Văn Khánh đau tuôn đấy đến giờ. Đức,
Đức Đức với Toàn lên nó gì? Trái anh Toàn bảo vặt với anh Hiếu đây. Làm cái làm gì mà một cái làm sao? Một cái làm sao mà sức người khủng khiếp đến thế? Đánh cả chỗ này luôn ý. Ở đây mưa rồi anh Hùng ơi. Anh Hiếu đang đến Nam Ten ạ. Toàn tay phải gặp thằng Long rồi. Không vật được, Long vật được. Đau rồi, đau rồi. Mới vật hai cái đầu rồi á. Nó vật ít mà, ít khi vật. Vật nhiều mà anh vật mấy kiểu đau gì. Được, vào lại đi. Anh Mạnh Khánh vào lại đi. Cùng dây đi, thử đi, vào đi. Vãi. Anh Đồng vào vật anh Thành đi. Quấn đó. Vào lại tay trái với anh Toàn đi anh. Thế với Phong ơi. Phong ơi. Đây đây tay trái đó vào đi. Vào vào đi. Tay trái đây mạnh nhất Việt Nam rồi. Nước đi không đủ anh em gì này. Nam Ten vào nước đi không đủ anh em gì. Anh Đồng phải để sức để gặp anh Hiểu anh ơi. Đâu, tốt vào cái thế này đau lắm. Đau lắm. Phải hiểu là vào có vào cái thế này. Vung vai anh Thành ơi. Vung vai đây, hay anh ơi. Nhưng mà bây giờ đợt trước giữ cái đằng xuống ơi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Giữ cái này một lúc lâu bây giờ và nó cứ kiểu bị đau ở chỗ cái chỗ đoạn này. Vặn cái cứ vặn cái mình như này phát là mất được dây. Đỡ rồi. Vừa bị toàn ra cảnh cái không biết phải vấn đề gì không. Anh Thành Nguyễn gì? Món khỏe cực luôn ý. Cái món bám cực kỳ khỏe. Anh Toàn củ trỏ ra ngoài rồi. Củ trỏ ra ngoài. Xem clip thì xem clip xem. Đùa nhá. Cái trọng tài đuổi rồi. Một công cho anh Thành. Anh Thành thấp người xuống kìa. Anh Hiếu chưa đến anh ơi, một tính anh Hiếu mới đánh Đồng đang dơ sức để gặp anh Hiếu. Vào đâu đây, vào đây. Anh vào đây. Anh Tùng bắt anh Tùng ơi. Em xin bao nhiêu? Em 2000. Anh nhìn cũng 2000 luôn bạn luôn. À, to. Anh đâu vào đây? Vào đây vào đây. Không sao phải xoắn nhỉ? Anh. 2000 đâu 2000. Cả hai đôi. To đấy, tôi cả hai to con cái 2000 to đấy. 2000 câu vật ta. Em thua tung tóe Đức rồi. Thử ai? Ai? Không vật được. Tôi vật được rồi.
chủ nhật tuần sau off này vặt luôn. Khánh vào đây 1 giây đi, tháo bàn túi ra đánh cho nó cẩn thận đi. Buộc chặt vào anh Toàn ơi, chặt vào. Đó. Ê, anh chui qua đây này, chui qua đây thì nó không bị đau. Đấy, đấy, đúng rồi, nó không bị đau. Kinh vào vi rồi, khó rồi. Cười cánh Thành. Khó nhỉ. Thôi thôi, thua. Giữ cánh Thành vật thôi. Cười cái. Á đồ mà. Xuống rồi. Cười à. Anh không cười. Lại đi cười này. Anh Thành đánh thật đấy. Dít thật chặt vào anh Toàn ơi. Vào kinh này, kinh 7 thì còn chết. Mưa này mới mát nhỉ. Mưa to hay vào anh ơi. Mưa này vẫn nhỏ tí. Ôi chờ bao giờ đánh hiệu kia vào đến thì vào. Anh hiểu chứ. Mưa rồi sắp vào đi, bắt đầu mưa màu. Mới cho trong giữa này nè. Ôi cứ bắt đánh ơi, mưa to hẳn thì vào. Không còn, anh không đi. Đánh dưới mưa cho nó máu này. Đứt mắt đi. Em chịu chết, đau lắm, đau hết vai sau.
đầu chưa đến em ơi. Vẫn thấy mưa này sướng này anh à. Đấy, em phải bước ra từ xe ô tô mới quay anh ơi. Khủng nổ. Hàng khủng đang chuẩn bị ra đây. Hàng khủng nhất Việt Nam đây rồi. Đây rồi, đại ca khủng nhất Việt Nam đây rồi. Em chào anh. Ôi ôi. Ôi. To vãi. To lắm anh Thành ạ. Bàn bàn tay anh khủng khiếp luôn. Còn bé như trẻ con luôn à. Dã man. Anh ơi vào đi. Không để anh Đồng vào Đức ơi. Để anh Đồng vào qua đi. Anh Đồng em qua bên nào. Đây. Anh Đồng anh Thành quay đây. Vào đây không. Mẹ đừng ở trong mát trong nhà nóng lắm. Nhà ống. Đang cả quần cổ tay đi. Nhìn to. Bắt tay nhìn sợ luôn. Trận cầu siêu kinh điển đấy rồi. Siêu kinh điển nhất nhất Việt Nam luôn, nhất miền Bắc luôn. Anh Hiếu đứng gần toàn trông như hai anh em. Anh cao bao nhiêu anh? Anh cao 1m bao nhiêu? 1m95 nặng 110 cân à? 120 kg. 1m95. Vận động viên vật cổ truyền vô địch Việt Nam. Lắm ơi. Khởi động lâu rồi anh. Khủng nhất trái đất. Trận đấu siêu khủng khiếp luôn. Ê, bắt tay nhá. Đấy, khủng nhất trái đất đây rồi. Quá to. Nhưng mà đang quay. Chụp được. Bàn tay kinh khủng khiếp luôn anh Thành, chưa bao giờ thấy bàn tay ai kinh như vậy luôn. Khủng khiếp luôn. Trong anh Toàn anh Đồng bé nhờ. 1m95 nặng 120 kg. Anh Hiếu cứ khởi động khí đó. Em cho anh 10 phút. Mưa vẫn bật ở ngoài cho nó máu. Hiện tại trời đang mưa rất to. Anh này vật cổ truyền bá đạo nhất Việt Nam rồi. Anh ấy luôn là phải xoay cái lốp bọt xong mới đi được. Quay này lộn lên trúng ngứa mẹ của quay nha. Rất to.
bạn ơi, vương vai cái người đi. Anh hiểu vương vai đi. Vương vai anh còn đây, vương vai anh còn đây. Không được lăng sán anh ơi, không được lăng sán đi. Thoải mái đi. Go. Đúng rồi. What? Xuống nhanh rồi. Móc đỉnh rồi. Móc đỉnh rồi. Móc kia. Tay cái anh ơi. Cho nhiều vào. Anh ơi cho nhiều vào. Go! Good!
đô vật này, đô vật của nhất Việt Nam này. Và Dương Đức vô địch Đông Á 65 cân. Anh Đức nhanh quá, anh Đức chậm tí đi. Đức giữ rồi, Đức ơi. Go. Giữ tốt. Anh mỏi rồi. Anh nghỉ tí đây, nghỉ tí đây. Chạy vậy đấy. Sao cũng chạy được. Không đánh đâu, anh Thành vào đánh thôi. Anh ngào vật với Đức đây. Anh ơi cho em quay cái anh ơi. Mày bị điên. Hơi đỉnh, hơi đỉnh. Chơi cái món này tưởng là đơn giản nhưng mà nó khó. Món này không đơn giản. Mà thôi cứ buộc dây đi. Cái mắt lên. Một thế. Rồi mới
không top nổi anh ơi, chỉ có King Movie thôi. Mày đoạn cuối mình phải dở lại cơ.
Tay bọn em đo cái này này chứ không đo bắp. À đo này cái của anh nó 40. Ở đây bọn em cao lắm. À 39 mà chính thằng em nó đo 39. Em 38 này. Cho em bé nhưng nhiều. Nhưng mà cái tay này của em ngắn mới là khỏe. Không dài khỏe. Dài này khỏe. Dài khỏe. Anh mà đánh tốt phải đánh. Nhưng mà phải nói thằng của em cứ đánh nhanh chưa kịp phát lực nó nào nãy rồi. Nó giật con đó. Nó giật tốt nhanh lắm. Nhanh lắm. Đến lúc mình chủ động thì phản xạ anh ạ. Đéo nhanh bằng nó. Chỉ thường lại được tí. Nó khỏe hơn cả nó giật tốt. Lực mạnh nhất Việt Nam. Đức Bia Kinh là đéo cựa được nhỉ? Tất cả những vào kinh đều không cựa, em đấy em nói thật. Không bao giờ anh đâu mà tao bị đánh vào kinh khó ăn xuống lắm. Nói chung hôm nay anh tôi là với thằng kia 5-6 hiệp mà về anh đâu lại cái. Lại không quen là về đâu. Đây là hôm nay nhân vật số 1 này.
mà trong khi đó hai xá số 1 không không kim chung kim chung lúc ấy là quải chặn anh lý không bao giờ bỏ cuộc tay trái đã thì mới là số 1 được và hai anh tay trái luôn anh kinh tay kinh tay trái luôn nó bỏ vào tay sẽ anh nhà anh thủ thôi chứ không phải là của bây giờ vào lại không anh lại anh Thanh vào lại anh Đồng đi thì trong kỳ xong rồi vào lại đi đội Hà Nội đánh nhau nào thử cái không mình giao lưu với giao lưu mà chủ nhật trở lại giao lưu với tình bạn chủ nhật anh Đồng anh lại bận đám cười đám kết thì lại chém ngày lại chém vào đi anh em vào chơi tí đi rồi anh em tí nữa anh em vào chơi tiếp vào đi cái cổ tay anh đau quá anh không làm gì được đây là chủ phòng câu lạc bộ đây Lyon Gim thôn Đoài Hoàn Sơn Thiên Du Bắc Ninh à. Nhìn gì anh ơi, nhìn gì? Anh nhìn gì? Nhìn gì? Nước. Nước trong tủ lạnh nha. Tủ lạnh nha, vào lấy. Cứ lấy nước trong tủ lạnh anh em, uống nước lấy trong tủ lạnh nha. Mà tí anh Dũng kiếm tiền chết. Có thư mỗi chơi 10.000, hôm nay toàn làm cùng vậy. Phải tính. Vào đọc nội quy của anh Dũng chưa? Anh trong nội quy anh Dũng chưa? Dán trên tường trên kính nha. Các em này Thái Nguyên ở chỗ nào? Mở ngay thành phố công nghiệp với anh gần thành phố chỗ trường công nghiệp đấy anh hẹn 2 tháng nữa lại quyết chiến với nó nhá Thái Nguyên anh ở chỗ đấy 4-5 năm nhà, nhà. quay cho đầu đi không nhà Thái Nguyên này cái ngón anh kéo nào anh chẳng biết bắt tay không mà đúng ngay nghe cho chủ nhiều bắt tay đi anh thành chính go tay rồi anh gây hiện được rồi mọi đầy đầy có cái này đúng rồi anh cứ đánh cho đừng để mất đâu một giây là anh Đồng đi rồi anh Đồng hay sao rồi anh Đồng không bao giờ bỏ cuộc luôn để anh đánh thua thử kinh ve của thành hôm nay anh thua nên anh phải phục thù anh đánh móc để không đánh kinh ve được đâu anh thua Đức Đông Nam Á anh phải xử lý nó à, thua châu Á thế giới anh phải xử lý nó hôm nào anh cứ rủ anh lên đây mà tài phần lần ít nhất phần lần anh nghĩ được gần anh không móc nổi anh ơi bây giờ bàn tay đứt khiếp lắm luyện kiểu gì nhỉ tôi có tập đâu thật thôi xin go sao đây chuẩn bị xong rồi đi nhậu anh ơi không qua Từ Sơn được ai bảo là qua Từ Sơn Bắc Ninh qua Từ Sơn giao lưu anh ơi cho em quay anh ơi anh giữ không phải giữ đâu anh ơi anh giữ ở dưới anh ơi tôi đứt cổ tay go đúng rồi không kinh được Thành anh Đồng móc thấp đi này anh Thành bảo như vậy ai? Anh Thành phong độ đã trở lại rồi go không kinh được mất cổ tay rồi anh Đồng ơi không kinh được lại lại móc thấp nhá móc thấp đi anh Thành mà anh móc này thấp nhá anh Thành nhá đánh như ngày xưa là còn thấp vung vai Đức ơi mở đỉnh cả hai nhá mất cổ tay rồi anh Đồng mất anh Đồng mất cổ tay luôn lúc đứt lại anh Đồng mất luôn cổ tay rồi mỏi lắm rồi cảm lên anh hai đông lâu rồi anh Đồng nào giờ một trong hai thằng này còn lâu quá lâu đến thế à đi muộn đấy đây mới thêm một cục nước này tắt quá giao lưu ai giao lưu đi hai á mấy con phòng này giao lưu đấy buộc kinh được mạnh lắm buộc kinh thế rồi ôi tuệ ra tay này kìa đánh cho mỏi tôi thấy này tái chiến lại cặp này tái chiến đây cái này tái chiến về nhiều lắm mà em thua anh tuệ nó khóc tuệ nó khóc mấy đêm này anh mang đưa đến nào cả tay bà này thu thít cả đêm đá bái như tuệ ơi go ô gì đấy Khánh làm lại nào Khánh là nó hay nhả hiểm một go ô mỏi rồi cái gì đấy chụp vào đây thì đẹp nó mới đông chụp qua đây quay lại đấy đúng rồi nó sáng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điện thoại đây, đưa điện thoại đây. Tốt với Đức đi, anh Thành bảo tốt với Đức đi. Tốt lại đi. Phong vào đây phải Phong ơi. Anh Phong vừa. Phong khỏe lắm, Phong vào đây rồi. Phong vào đây, đây Phong này, vào đây em. Hả? Đây đây, vật với Tuấn này. Vào đây để Phong này ra đã. Go! Tay yếu quá, cổ. Anh vào vật với Tuấn đã. Dẫn vào vật với Phong kia đi. Trận sau, trận chủ nhật. Không em đánh chưa kinh nghiệm vào đỉnh đánh ngon lắm. Em là lúc bị mất gì mà kinh movie nhanh thành á. Vậy thành là chỉ kinh movie.
ạ. Chắc chắn thua. Chắc chắn rồi. Thấy chưa? Hai học bài học cùng này chứ. Em đánh non lắm. Non lắm rồi. Bây giờ thì anh hướng dẫn một phát này. Quịch quịch luôn. Kiểu em chưa hiểu. Kiểu đánh nhiều mới hiểu. Em phải sang đây nhiều. Tôi lắm không ạ? Đấy, tay này là số má Thánh Nguyên đấy, nguy hiểm lắm. Nhanh rồi, nhanh quá rồi. Lại đi. Ui, Đức nó dậy mà, khiếp lắm. Rồi, rồi. Rồi, rồi, cái đánh đi em ơi, cái đánh đi. Cố rồi, quá đẹp rồi, không cựa được rồi, tốt lắm. Anh Cảnh ơi, cái mau vi chuẩn này. Đây. Học của anh đấy. Học của anh đấy. Làm cái nữa đi, đảo làm cho căng tay đi. Cho Đức với Long vào đi. Mày vào đây, vào đây. Hả? Vào đây.
gặp thần tượng không? Khủng khiếp luôn này.
đau tay, chả hiểu nhiều thế. Chắc là tí giữ sức uống bia. Đi ngã tay rồi. Đang nay em tim mà mầm này. Lại tim rồi. Đánh cái trận đấy mỏi thế. Đánh ạ.
Toàn ơi là Toàn nhất Việt Nam tay trái à? Khánh ơi, thắng mà một giây thôi. Anh đâu? Một giây vào thì không ăn được. Đánh cua lên đi, tính ra này. Anh Toàn buộc dây đi, anh Toàn buộc được mà. Trường đá. Chưa quen thôi. Anh hai chưa thấy đâu mà gọi suốt từ lúc 7 giờ đến giờ. Anh hai gọi. Hay là lại bị lạc đâu rồi, lại lên tận vì gọi điện anh vào điện số nó chưa? Rồi, bây giờ nó lại nó nghe về mẹ. Đi qua đây làm cây. Anh Đồng ơi, anh Toàn, anh Thành bảo Toàn bị móc thấp hạ đó. Cái bàn tay anh ấy khủng quá anh ạ. Đây, đéo cựa được. Đéo cựa được. Xuống rồi. Anh Toàn đấu không? Đấu gì? Ôi thế. Anh ấy từ đây xuống ra vì sao? À, anh nó quay khỏi mấy cây này. Mấy chục cây đi rồi. Cây cầm đấy, cầm lá mình đấy, cầm gì? Xuống đài chơi. Tí cầm thử tay phải. Có ai đấy không? Có mấy cái lạng nhỉ? Thì 5 giờ. Bác là chợ gì? Chợ Nghĩa, chợ gì? Giang Nghĩa. Hả? Đâu? Cái gì này Long? À hôm 30/5 ấy, hôm mà con đối diện à. Cắt clip chắc là của anh Thành cũng lên. Sao? Có gửi nhiều cái clip cốt ai mẹ ai. Tí nữa thì gì ạ? Tôi chẳng muốn cắt video của mình. Nếu mà cắt thì chắc là anh đang... Tay ngắn thì làm sao chạm đệm được anh ơi? Tính từ cái xương cổ đấy, làm tay ngắn, hai người ngắn làm sao mà chạm đệm được? Tiếc khê mày đỏ giày nó làm gì? Cả hai cùng móc thì không thể chạm đệm được anh ạ. Tốt ra với bàn tay mới chạm đệm được. Đi anh. Bây giờ phải mở bài thành phố sau lưng của Giang Tử đấy anh ơi. Bật nhạc em ơi. Mở bài thành phố sau lưng của Giang Tử nhá. Rồi thì chết. Thôi cứ mở đi, nghe hay lắm. Anh em nghe xong rồi ngắt đi. Hơi đỉnh nhá. Rồi ok, khi chạm đệm nhá. Anh Thanh bảo là cho chạm đệm thì phải dừng. Mở to lên anh ơi. Anh Toàn mở to hết cơ anh Toàn ơi. Anh Đồng ơi khó ép lắm, đang ép đang mất sức anh Đồng ơi. Long ơi, gửi cho bạn anh Long. Đồng đi hả đi. Anh Đồng cố lên. Anh Thành thủ dai vào. Tiếp tục đấy. Không bỏ cuộc. Hai phát nữa anh Đồng hết sức rồi. Rồi, anh Đồng mỏi rồi, anh đã bắt đầu mỏi rồi. Cả hai cùng lớn kinh đấy, anh Đồng cũng kinh luôn. Anh Đồng phải thủ lại lấy sức cho mình. Đâu, hết lại đây nào. Anh Thành bảo là anh đây này. Đã phá được bây giờ. Thành nghĩa đấy. Thôi thế là cằn đấy ông. Giờ mẹ dã cái chiêu này khốn nạn lắm. Quên đi anh Đọc, anh Thành anh luyện chiêu chuyên này. Chiêu này luyện suốt ngày không đau đâu, không mỏi đâu. Tí nước thì anh em vào sửa tay rửa mặt. Bơm nước nó mất nước. Anh Thành thì bắt đầu thấy đêm live stream. Live stream buổi đêm á? Trước đó là thấy anh này live, anh live stream bao giờ đâu? Có nghe xem cái video. Ngày xưa thôi, đấy là cái toàn sắt này đúng không? Cầm cỏ tạ từ ngày trước rồi. Đấy là quay lại rồi, cái này nó quá liền. Khó thật, công nhận là khó. Bây giờ bảo kinh mục vi không thể phá được. Nước không phá được. Nó xuống đây đấy. Đó, bảo đánh. Mẹ mấy tháng này, thằng kia mẹ khỏe. Đây, kinh mục vi đây, khủng nhất đây rồi. Anh Quỳnh Nguyễn bảo anh mỏi quá rồi anh này. Vâng, giỏi đấy. Còn năng thì không nhúc mà anh ấy kinh không kịp kinh. Em biết. Đây rồi. Có giỏi nó định nhanh kịp. Anh bao nhiêu cân này? Lực nó giật nhanh kịp rồi. Lực của nó mạnh lắm. Chúc mừng chú Thanh này. Anh Thanh Việt Trì. Đấy, đây là gương luôn. Rồi anh giờ chuẩn đang vô đối mà chuẩn bị phải đi nước ngoài rồi anh ạ. Sáng hạ phút ca.
Đấy, trái mỏi, toàn ngay trái mà phải đâu rồi. À, cái này tôi bắt cần phải cúp bổ Thái Nguyên. Tí vòi nước có kia cho bạn bơm không? Tí rửa tay bạn bơm không? Tí ấm nước không? Nó đỉnh. Tay sao mày rửa đây? Tí vòi em mình vặt tay nhau xong tay vào mới rửa. Vớt nước mặt cho nó tỉnh táo. Thôi thôi, bên nhất nhá. Lại đi. Yên tâm đi. Thái Nguyên bây giờ đáng ba cái lót được. Chém gió đây này, mấy cả hội anh to, anh khổng lồ. Long điên lên, không bỏ cuộc. Lúc đó mới cháy bắt anh rồi, bắt đi. Bạn anh toàn về rồi. Kéo cái máy, ở đây, alo. Anh bật, anh khổng lồ bật thua, thua nên mà lại thắng anh toàn tay trái anh khỏe lắm. Go. Đá mà Đức đang ngồi ôm tay rồi. Go. Chườm đá này anh này, chườm đá rồi.
anh Thành kiểm tra. Rửa tay thôi, hết nước, ở đây hết nước, ở đây hết nước. Đớp tiền ngồi nghe điện, bấm điện thoại sợ quá rồi. Thành ơi, hạ đức tiếp đi. Em hạ rồi. Em vừa cân tim xong, vô đồ rồi. Tay anh Thành ạ. Anh Tuấn bắt ra vào tuệ vào cân tim đi anh Thành, bảo Thành ơi hạ đức tiếp đi. Lâu lắm rồi tay trái mới bị mỏi này, mỏi thế. Anh Thành ấy chưa lâu lắm rồi tay trái bị mỏi này. suýt bỏ vật tay. Ôi nhưng mà buộc dây vào không thể ăn được anh. Đang mưa anh Bang ơi. Đang ướt hết cả người rồi. Anh em mới nãy bắt ở ngoài đường bây giờ vào trong ba trong này. Chạy tay em giật. Được chạy tay mà. Càng tay. Dây vào luôn à, anh mà chỉ chạy được bắt đầu thôi. Tay kia. Không một dây mình còn lái lái lái. Bóc rồi có chạy tay lắm. Cẳng cuốn lại cuốn. Anh chạy tay bắt đầu tuột đúng không? Buộc vào. Buộc vào mình chịu chết. À, Đức thua, Đức thắng canh đồng cả em cả anh Thành rồi. Thắng hết mọi người rồi, thắng canh nhiều rồi. Đức bây giờ khỏe lắm anh Bang. Nói là mạnh. Anh là mỏi rồi. Bây giờ phải nói là anh rất là mạnh lắm. Em cũng khỏe thật, địt mẹ anh thật em, anh biết các bạn cái phát lực tốt. Nhưng lúc anh chưa kịp chủ động, địt mẹ đã xuống con mẹ rồi. Mất hết lực luôn đúng không anh? Mất hết lực đã xuống rồi. Chưa dùng lực đã bị xuống đây. Chưa bị đau cổ tay là phần tiến bộ Ấn Độ ấy. Là bộ đen đen nó xuống cân này. Mình cũng, em cũng giống anh ấy. Cũng bị ấy bị... Không, địt mẹ xuống này, nó gặp cái này vào, địt mẹ đau hết luôn. Cực phát chỗ này luôn này. Sao em trốn này hả? Sao em giữ? Mình trốn ra bị giật hả? Giữ lên từ từ, lên từ từ, lúc không đau. Tôi giật tay trái loại, còn đau tay. Đau em. Mày giật đấy. Không, em tạp vào thôi. Còn nếu mà đánh móc thì em đau thật. Thế giới nó phát triển mạnh ạ. Đức gặp anh khổng lồ rồi, Đức thắng anh khổng lồ một giây. Cái giải nhất của nó chắc cần tỷ. Đâu anh? Cái giải nhất ấy. Nó 40.000 đô. Ai ấy? Giải gì 40.000? Chú làm sao em đi, phải nhất được cái giải đấy. 25.000 là giải của Nga là to nhất rồi. Còn nếu mà độ là 500.000 đô đấy. Độ rồi, độ hay độ đánh 6 hiệp, đánh 5 hiệp. Nhưng mà nó chỉ vật hạng cân với nhau là như của anh rồi. To, bé cái vật người thì đánh nhiều lắm, cái vật người này. Ờ, trung đông nó kịch. Thế thì những vật hạng cân đấy thôi. Châu Âu thì bây giờ có Nga là đặc cấp. Gấu Nga. Một Nga cũng, nhưng nước Nga cũng vật này thì mày đặc cấp lắm. Anh vật thử với bọn nó chưa anh? Vật rồi, nhắc rồi anh không chịu được à? Mà đấy là cùng cân đấy. Cùng cân cùng 100% đéo chịu được, bọn nó khỏe lắm. Cái bọn nhà vật gì khỏe anh, vật tay thấy bọn nó bó cả cái chảo vậy, chảo vặn như vặn tờ giấy. Sợ bọn Nga là vật hay lắm. Gấu Nga mà sợ nhỉ, thì cái chảo nó vặn như chảo tờ giấy luôn đấy. Cái chảo nó cầm nó vặn méo à, bóp nó méo gặp từ cái tay còn được món nó rất là khỏe đấy. Giờ Nga thế nó vặn tay thì đéo chịu được nhỉ. Nhưng mà cái bọn đấy lại không đi vặn tay bao giờ, chỉ đoạn bọn kia thôi. Cái mũi thằng nó Nga, tôi tưởng gấu nào mạnh mạnh. Mấy cái thằng mà nó bóp chảo em thấy toàn mặc quần áo của quân đội chứ không phải là vật rồi. Toàn dân quân đội. Thật ra là nó phải biết cách bóp. Mày đéo chả cái gì, mô gì nó có mẹo. Gì nó có mẹo mà lại mưa mà phải vượt ra. Như anh ấy tắt chân đi lốp ra. Lốp bảy con to thật. Lâu bên được. Chân sợ phải tấn chắc to là được. Chân to. Đi lực lượng luôn. Từ từ nào, từ từ nào. Cho em quay cái áo đen ơi. Anh cho em quay cái anh ơi. Go. Giữ rồi. Sợ bắt rồi. Thôi rồi, sợ bắt rồi. Phải quá. Cười cái anh Toàn. Anh em nghỉ đi. Không ơi. Nghỉ nào, anh em nghỉ nào. Chờ, chờ hai vào đây không đi. Điện thoại anh em nhỉ? Anh ai cầm rồi? Thôi, chào anh em nha. Kết thúc rồi. Đi nhóc. Mỏi đấy. Nhẹt.